Cũng tiết lộ cái nguyên tắc mà tại sao người ta chụp hình ăn ảnh và không ăn ảnh. Chúng ta có nghe nói người chụp hình ăn ảnh mà không ăn ảnh không? Ăn ảnh là thế này, tức là cũng có người đó mà khi chụp hình nhìn vào trong hình nó đẹp hơn bên ngoài thì gọi là ăn ảnh. Còn cái người mà không ăn ảnh chụp hình ra thấy lại xấu hơn bên ngoài gọi là không ăn ảnh. Tại sao có hiện tượng là ăn ảnh không ăn ảnh? Tại sao trong thiên nhiên nó có những cái màu, những cái sắc mà mắt mình nhìn không thấy, nhưng mà cái ống kính đó, nó lại ghi nhận được cái màu sắc đó. Ví dụ như ta nhìn ta thấy cái hoa nó đỏ như thế, cành lá nó xanh như thế là mắt mình thấy, nhưng nếu mà ống kính nó thấy, ống kính nó thấy màu đỏ hơn hoặc là xanh hơn, cho nên cái ống kính nó nhận ra được những cái ánh sáng, những cái sắc màu mà mắt con người nhìn không ra. Nên khi ta chụp vào, ta rửa ra, ta mới thấy ồ, thiên nhiên nó đẹp như thế. Chứ còn mắt mình nhìn thấy cây nó cũng xanh xanh vừa vừa, nhưng mà chụp qua ống kính nó xanh, nó tươi hơn. Như vậy thì cũng vậy, nơi mỗi con người ta có cái hào quang mà mắt mình nhìn không thấy. Ví dụ chúng ta nhìn qua một loạt, ta thấy người cũng đẹp một chút, xấu một chút, đẹp chút, xấu một chút, nhưng mà sự thật mỗi người có cái hào quang. Mà khi ống kính chụp cái nó lấy được cái hào quang đó mà mắt mình nhìn không thấy. Mà người có hào quang nhiều á thì ống kính nó bắt được cái hào quang nó nhiều, nên khi rửa hình ra nó đẹp hơn. Nên nếu mà ta đi chụp hình mà ta thấy ăn ảnh là lúc đó ta biết cái thời điểm ta chụp hình là ta đang có gì? Có hào quang.